không biết có bắt được con ốc nào không, nhưng mà coi như là cũng kinh nghiệm đi bắt ốc. Em Tròn với lại chị Viên đã cầm cái lưới lên à, còn em Lành, em Lành thì đi ra ngoài biển với lại em Sinh coi bên Sinh bắt cá như thế nào. Rồi em Sinh ra tút rồi, khơi rồi kìa, hiểu sợ chưa. À, còn đây là rủ cát rủ đồ, thấy thương chưa. Coi như hy vọng chiều nay có một món cháo ến mà với lại một muỗng thịt ốc thôi vậy cũng là vui rồi, đúng không. Biển rộng thật đẹp, đẹp tuyệt vời, nhìn thôi cũng thích mê. Thôi hẹn lấy biển tháng 8 này cho ra nha. Xanh ngời biển cũng và ta. Đây mẹ gà Mộng Thúy xin chào mọi người. Phóng sự trên từng cái số. Bây giờ là biển Fulina Italia tháng 6 2023. Tháng 6 có gì lạ không ơi? Có màn bắt ốc bắt cá giữa biển xanh cát trắng và bầu trời nắng chang chang.